thích liền. Đây. đây là Galaxy Z Fold 3 của mình. Và kia là Galaxy Z Flip 3 của vợ mình đấy các bạn. Nói chung là ngày 10 tháng 8 sắp tới đây thì Samsung sẽ giới thiệu những dòng sản phẩm mới. À, mình nghĩ sẽ là Galaxy Z mới thôi. Năm nào thì các thứ các bạn cũng biết biết rồi mà đúng không? Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ muốn nói về những cái sự nâng cấp có thể sẽ có trên bộ đôi Galaxy dòng Z mới Thôi mình cứ tạm gọi là Galaxy Z Flip 4 và Galaxy Z Fold 4 nhé Để xem xem năm nay Thì với những cái có thể nói là làm quá tốt của Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 rồi Thì liệu Samsung sẽ có thể làm được những thứ gì Để khiến cho bộ đôi sản phẩm này còn tốt hơn nhiều nữa Bắt đầu video ngày sau intro nhé À, bây giờ để remind lại một chút xíu về Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 Chỉ có thể nói một điều là Galaxy Z Fold 3 nó quá đẳng cấp thôi Nó to, nó mang lại trải nghiệm quá tuyệt vời, cái cơ gập này của nó quá mượt mà Và cái trải nghiệm thực sự là không có đối thủ Nếu như so sánh với bất cứ một mẫu mã sản phẩm nào các bạn có thể tìm thấy trên thị trường Đấy là còn chưa kể Galaxy Z Fold 3 còn thể hiện rất rõ cái người ta gọi là đẳng cấp và cái khí chất của người sử dụng nó đấy ra đường nhìn thì ai cầm con này biết chắc chắn đây là dân chơi công nghệ còn trong cái đó với Galaxy Z Flip 3 nó là là một cái điện thoại thực sự nó mang quá nhiều thứ sáng tạo khi mà chúng ta có một cái trải nghiệm sử dụng như một cái mẫu điện thoại bình thường nhưng cái form factor khi mà chúng ta gập nó lại thì nó lại cực kỳ bé bé như một cái hộp phấn của các chị em mà thôi nhưng mà nói thật với các bạn là mình thấy các bạn nam dùng con này cũng cực kỳ nhiều bởi vì cái sự linh hoạt của nó trong quá trình sử dụng và trải nghiệm nó mang lại rất nhiều thứ mới mẻ. Ví dụ như cái khả năng quay video của nó, ví dụ như cái màn hình gập và cái chế độ người ta gọi là Flex Mode nó cũng mang lại quá nhiều những thứ phải nói một điều là thực sự rất là tuyệt vời mà chỉ có nó mới làm được mà thôi. Hay chưa? Nên khẳng định lại ở cái thời điểm bây giờ ví dụ như nhìn vào con Galaxy Z Flip 3 giá nó quá tốt như thế thì xin lỗi một câu là nó vô đối trong cái tầm giá và những ai mà trên tay con này và sử dụng nó hàng ngày là những người thực sự cực kỳ đam mê về mặt công nghệ và họ dám thay đổi bản thân để tiếp nhận những cái thứ gì đó quá mới mẻ hai chiếc điện thoại này thể hiện rất rõ cái điều đó và những thứ mà nó làm tốt thì chắc là mình không phải nhắc lại quá nhiều nữa nhưng để làm tốt hơn thì mình nghĩ là cái điều đầu tiên mà Samsung sẽ cần phải nâng cấp và đầu tư nhiều hơn nữa đó chính là cái camera. thì các bạn cũng biết là camera trên Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 nó ở mức gọi là tròn vai chứ nó để nó theo, theo kiểu dạng wow hay là thực sự là quá ấn tượng thì nó vẫn có một chút gì đấy nó hơi thua so sánh với cái dòng Galaxy S chúng ta cứ phải Hàng tháng đồng ý với nhau nhưng theo như thông tin mình được biết ấy, là Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip thế tiếp theo sẽ ôm nguyên tất cả những thứ gì là đỉnh cao nhất về mặt camera của dòng S năm 2022 này sang tức là chúng ta sẽ có số chấm cao hơn chúng ta sẽ có cái khả năng xử lý ảnh tốt hơn và quan trọng hơn cả là chúng ta cũng có mắt thần bóng đêm để cho dù các bạn chụp hình hay quay phim cho những môi trường thiếu sáng thì nó cũng sẽ mang lại một trải nghiệm cực kỳ tốt mà các bạn cứ tưởng tượng phần cứng phần mềm mà nó làm tốt rồi lại bên cạnh rất nhiều những cái trải nghiệm gập mở gập mở gập mở à, à. gập mở gập mở gập mở để các bạn có thể sử dụng cái điện thoại này mà không cần phải thêm những cái món đồ phụ trợ khác ví dụ như là gậy tự sướng này là ví dụ như là tripod để mà tự vlog tự quay cho bản thân chẳng hạn thì bây giờ không cần nữa hay chưa lại bảo không hay đi Nói chung á, riêng về khoản camera đã được nâng cấp lên nhiều Lại kết hợp với những cái tính năng mà chỉ có dòng Z mới có của nhà Samsung á Thì nó phải gọi là hết nước chấm luôn Ok, đấy Yếu tố thứ hai á, đó là với những thiết bị màn hình cực kỳ lớn như Galaxy Z Fold 3 như thế này Thì cái yếu tố chạy đa nhiệm sẽ được cải thiện nhiều hơn các bạn cũng biết là với Galaxy Z Fold 3 chúng ta có thể ví dụ như là vừa video call vừa họp online vừa học online ở phía bên dưới chúng ta có thể dùng bút S Pen Pro để chúng ta có thể thích nốt lại những cái nội dung quan trọng dành cho nốt đó thì bây giờ mình nghĩ rằng nếu với một cái màn hình lớn như con Galaxy Z Fold thế hệ tiếp theo thì chơi hẳn luôn cả bốn cái cửa sổ đi đấy một cái góc để mà học online một góc bên này để mà tìm tài liệu một góc thích nốt một góc messenger hợp lý nhỉ Ồ, nói chung là cũng hay ho đấy Tức là cải thiện cái yếu tố chạy đa nhiệm như này Thì chúng ta sẽ còn có thể khai thác được cái Galaxy Z Fold thế hệ tiếp theo Với nhiều mục đích sử dụng hơn nữa mà biết đâu, tích hợp luôn cái S thì sao nhỉ? Biết đâu á, ok, này rồi Riêng ở yếu tố về mặt tính năng thì nó là như vậy Còn yếu tố liên quan đến ngoại hình thì sao? Ủa thì đây, banner chính thức của Samsung ở đây Các bạn thấy chưa? Vuông hơn, manly hơn, đẹp hơn Ai cũng thích, mình cũng thế Mà nhìn cái tấm hình như thế là các bạn cũng tưởng tượng được ra là Galaxy Z Flip thế tiếp theo nó sẽ như thế nào rồi đúng không Còn Galaxy Z Fold 3 thì nói chung là Trong một vài những cái hình ảnh do gì Một vài những tấm hình thông tin do gì Thì cái lần này cái thiết kế của chúng ta Cũng sẽ được làm lại một chút xíu Để khiến cho cái trải nghiệm khi mà mọi người sử dụng bằng một tay á Nó thoải mái hơn Nó dễ dàng hơn Hmm, kỳ vọng thật sự luôn. Chứ cái thời điểm mà mình sử dụng con này là máy chính, ấy, nghe gọi các thứ thì mình toàn để như này mình alo 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 luôn. Nên là rõ ràng nếu như Samsung thay đổi để khiến cho cái trải nghiệm bằng một tay của mình nó trở nên tốt hơn, thì chắc chắn đấy là một trong những thứ cực kỳ tuyệt vời. Bên cạnh những thứ mà Samsung đã làm quá tốt liên quan đến độ bền của sản phẩm, ví dụ như là khung viền nhôm như thế nào này, con này nó là amor aluminium cực bền rồi. Máy gập đóng luôn cái IPX8 và kháng nước chuẩn chỉ luôn. Thế rõ ràng là trong thế hệ tiếp theo chúng ta có quyền để mà kỳ vọng Samsung sẽ có thể nâng cấp những cái tiêu chuẩn này lên cao hơn nữa, bền hơn nữa và xịn hơn nữa. Đây nói đâu xa nhìn con Galaxy S22 Ultra của mình ấy. Khung viền nhôm quá xịn. Màn hình mặt kính thì là Gorilla Glass Victus, chẳng bao giờ lo chảy xước quá nhiều. Dùng ngon lành. Mình có buồn dán màn gì đâu. Các bạn thấy sao? Nó lại quá uy tín luôn chứ. Đúng không? Hay có một cái này cũng quan trọng. Nếu như các bạn để ý thấy thì Galaxy dòng Z thì thường sẽ có cái mức giá nó hơi cao Thế thì các bạn nghĩ sao khi mà Galaxy dòng Z năm nay có thể mức giá còn tốt hơn nhiều nữa Tại vì các bạn cứ nhìn Z Fold thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ hai, xong đến Z Fold 3 được vừa rồi mức giá nó tốt hơn nhiều như thế nào Thì theo như vài thông tin dò gì mà mình tìm hiểu được là có thể nhá Mức giá năm nay của dòng Z Fold hay là Z Flip nó đều tốt hơn cực kỳ nhiều luôn. Và nếu như tốt hơn như thế, rõ ràng là cái đối tượng khách hàng mở rộng ra của Samsung sẽ cực kỳ nhiều, tại vì nếu như dòng Z Flip mà có giá tốt thì các bạn trẻ bây giờ cũng có thể sở hữu được chiếc điện thoại này một cách cực kỳ là dễ dàng. Có thể các bạn không tin đâu. Chứ Z Flip 3 cái hồi thời điểm mới ra mức giá nó khoảng tầm 24 25 triệu như thế đúng không? Ngay cả trung cư của mình có mấy chị em Hàng ngày chạy bộ dưới sân cầm theo con Z Flip 3 đóng full combo Samsung từ đồng hồ Galaxy Watch hay là Galaxy Buds 2 đeo trên tay Nhìn cũng phải gọi là đầy chất công nghệ luôn chứ đừng có đùa Nên Rõ ràng là các bạn trẻ đang có cái xu hướng thử mình với rất nhiều sản phẩm mới thì Z Fold hay là Z Flip thế tiếp theo Mà có giá tốt hơn thì quá tuyệt vời luôn chứ còn nghĩ cái gì nữa Đúng không các bạn? Và nói chung á, tất cả những cái thông tin này sẽ được confirm một cách chính thức vào ngày 10 tháng 8 tới đây tại sự kiện Samsung Unpack 2022. Thế thì uh, chờ đón xem nó có thứ gì vui và liệu những lời tiên đoán của mình cũng như những chia sẻ này của mình có chính xác hay là không nhé. Đợi thôi, bye bye anh em.